Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 21 Phân thức đại số, sách giáo khoa môn toán lớp 8, bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa của chúng mình ra trang số 4 nào. Vậy mình sẽ đến với cái tập số 2, chương mấy, chương 6 nhé. Vậy thì ở đây thầy sẽ nói nhanh về lý thuyết của cái phân thức đại số đây này. Như vậy thì ở lớp 7 chúng mình cũng đã tìm hiểu về một gọi là gì? Đa thức với lại gì? Đơn thức, đúng không nào? Vậy thì ở đây này thì tập hợp của những cái đa thức đó sẽ tạo thành một cái chúng mình gọi là phân thức đại số nhá. Ok. Rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng để nắm được cái phân thức đại số là gì. Như vậy thì các em thấy đây, một cái phân thức đại số hay người ta gọi tắt là phân thức, đây là một cái biểu thức mà có dạng là A trên B. Đấy, A trên B này. Đấy, như vậy thì nó giống như là gì? Giống như là lớp 4 chúng ta học, đây là một phân số, đúng không? Thì đây ta gọi là phân thức, được chưa? Rồi trong đó này, A và B đây này, lưu ý này, cả A này, B này đều phải là gì? Đều phải là đa thức nha các em. A, B phải là đa thức. Nếu A, B hoặc là A hoặc là B không là đa thức thì nó sẽ không được gọi là phân thức đại số. Và cái thằng B đây này, mẫu này khác không. Như vậy thì cũng giống như phân số thì A đây được gọi là tử này và B được gọi là mẫu số, được chưa? Vậy tôi gọi đây là tử thức và đây gọi là mẫu thức. Ok, hiểu chưa? Nãy không phải lằng nhằng hoạt động số 1, hoạt động số 2 gì nhá. Rồi, ở đây có một cái tranh luận để cho chúng ta rõ hơn. Đấy, tranh luận này rõ hơn này, giữa hai cái bạn là bạn tròn với bạn vuông này. Bạn này thì nói là 3-2x trên 3 cộng 1 trên x, đây không phải là phân thức. Nhưng mà bạn này lại khẳng định đây là một phân thức. Vậy thì bạn nào đúng, bạn nào sai? Đấy. Như vậy thì cái phần này chúng ta chỉ cần xét xem nào. 3-2x, nhớ là gì? A và B đây phải là một đa thức. Như vậy này, 3-2x là phần tử, đúng không? 3-2x, đây là một đa thức chưa? À, nó là một đa thức rồi. Ok. Nhưng mà mẫu này thì chúng ta thấy đây là 3 cộng 1 trên x. Như vậy mình thấy rõ ràng đây không phải là, không là gì? Không là đa thức. Vậy thì trong một cái phân thức, tử và mẫu phải là đa thức, nhưng mà có một cái không là đa thức thì suy ra cái thằng này nó có là đa thức được không? À, vậy thì đây không phải là phân thức. Vậy thì ai đúng? Tròn đúng nhá. Được chưa? Đấy, chúng ta chỉ nhanh chóng làm những cái nội dung nào cần thiết thôi. Rồi, tiếp theo sang phần số 2 này. Hai cái phân thức như thế nào thì được gọi là hai phân thức bằng nhau. Đấy, vậy thì các em ở trong cái lớp 4 chúng ta đã học hai cái phân số bằng nhau rồi, đúng không? Vậy thì ở đây cũng sẽ có hai phân thức bằng nhau. Đây, phân thức A trên B và C trên D được gọi là bằng nhau nếu A nhân D, cũng nhân chéo này, A nhân với D bằng C nhân B. Rồi, ta viết này, A trên B bằng C trên D nếu A nhân D bằng B nhân C. Như vậy cái này có khác gì phần phân số không nhỉ? Không khác nhá. Đấy, như vậy chúng ta có kiến thức nền rồi thì đơn giản thôi. Rồi, như vậy thì nhớ về hai phân thức bằng nhau. Rồi, một cái nữa này, điều kiện xác định và giá trị của phân thức. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy này, điều kiện xác định có nghĩa là gì? Để cho một cái phân thức nó tồn tại được á, phân thức A trên B này này, thì điều kiện này, mẫu đây này,
mẫu đó phải là một số khác không này, được chưa? Đấy, mẫu thức này là khác không, đây chính là điều kiện để cái phân thức này nó tồn tại nhé. Sang năm các em lên lớp 9 thì chúng ta sẽ có những cái bài toán là tìm điều kiện của cái biểu thức sau. Đấy, họ sẽ cho rất là nhiều. Vậy thì nếu nó dạng này thì chúng ta nhớ lúc nào mẫu đây này cũng phải là một số khác không. Ok, được chưa? Rồi, như vậy thì đến đây chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện phần bài tập nhé. Được không nhỉ? Đấy, như vậy thì cái phần lý thuyết khá là đơn giản, thầy tóm lược dễ dàng. Rồi, phần bài tập của chúng mình này. Bài đầu tiên là bài 6.1. Viết từ thức và mẫu thức của cái phân thức này. Đó. Như vậy thì phân thức này 5x trừ 2 trên mấy? Trên 3 này. Vậy thì ở đây A trên B, đúng không? Thì A đây sẽ gọi là tử và đây sẽ gọi là mẫu. Ok, được chưa? Tử thức sẽ là 5x trừ 2. Bài này đưa xuống các em lớp 4 nó cũng làm được, đúng không? Nhưng mà nó chỉ có sai hơn là gì? Nó sẽ ghi đây là số, đúng không? Bởi vì nó chỉ học được phân số thôi. Ta nâng cấp lên là mẫu thức sẽ là mấy đây? 3. Ok, được chưa? Rồi, bài 6.2. Trong các cặp phân thức sau, cặp phân thức nào có mẫu giống nhau? Đó, như vậy thì mình sẽ xét từng cái cặp này, xem cái cặp phân thức nào nó có mẫu giống nhau thì chúng ta sẽ là gì? Kết luận nó. Rồi, vậy thì mình cùng quan sát này. A này, mẫu là gì? Ta có này nhá. Ta có. Rồi, ở câu A đi. Mẫu giống nhau, anh này là 3y mũ 2. Đúng chưa? Và đây là 5y mũ 2. Rồi, x mũ 2 cộng 1, đây là x cộng 1. Ở đây là 3x cộng 6, đây là 3 nhân cho x cộng 2. Như vậy mình thấy này, cái này có giống nhau không? Khác nhau này. Câu A này, 3y mũ 2 này, các em thấy nó khác 5y mũ 2. Được chưa? Rồi, câu B này, chúng ta xét cái mẫu thôi, là x mũ 2 cộng cho 1 khác x cộng cộng 1. Như vậy thì chỉ còn anh câu C này thôi. Rồi, 3x cộng 6 sẽ như thế nào với 3 nhân x cộng 2? À, như vậy cái này nó sẽ bằng này, đúng không? Vì sao các em này nhân vào? 3 nhân x là 3x nè, 3 nhân 2 là 6. Như vậy có phải đây là bằng nhau không? Đúng chưa? Đó, vậy thì chúng mình kết luận ngay. Vậy này, bút này làm sao nhỉ? Vậy thì các cặp phân thức, các cái cặp phân thức có mẫu mà giống nhau sẽ là, các em ghi ra đây, x trừ 1 trên 3x cộng 6, 3x cộng 6 và x cộng 1, x cộng cho 1 trên 3 nhân x cộng cộng 2. Ok, xong chưa? Xong nhá. Ở đây là bài 6.2 nhá. Rồi, sang bài 6.3 nào. Các kết luận sau đây đúng hay sai? Và giải thích cho vì sao. Tức là gì? Người ta cho rằng đây là hai cái phân thức bằng nhau. Vậy thì mình xem nó có đúng hay là nó sai, được không nhỉ? Đấy thì chúng ta xét thôi.
chúng ta xét thôi. Hai phân thức được gọi là bằng nhau nè. A trên B bằng C trên D. Thì nó sẽ bằng cái gì nhỉ? A nhân D bằng với gì? C nhân B hay là B nhân C. Đấy, tức là chúng ta nhân chéo lên. Nếu nó bằng nhau thì nó sẽ là kết luận đúng. Được chưa? Ok nhá. Cách làm là như vậy. Rồi, bài 6.3. Ta có câu A đi. Chúng ta có này. Trừ 6 trên gì? Trên 4y. Trên trừ 4y bằng 3y trên 2y mũ 2. Đó, vậy thì cái này chúng ta nhân ra xem nào. A nhân với D này, tức là trừ 6 này, nhân với gì? Nhân với 2. 2 gì? 2y mũ 2. Được chưa? Rồi ở đây là gì? B là 3y nhân cho gì? Nhân cho trừ 4y. Như vậy mình có thấy nó bằng nhau được không nhỉ? Bằng nhau đấy các em ạ. À, như vậy âm 6 nhân 2 là âm 12, đúng không? Âm 12 y mũ 2. 3 nhân với 4 là 12, y nhân với y là y mũ 2. Như vậy 3 nhân trừ 4 là trừ này. Như vậy cái này mình thấy nó bằng nhau này, đúng chưa nhỉ? Đó. Như vậy thì chúng ta xét này. Vậy thì rõ ràng cái anh này là gì? Đúng này. Được chưa? Đó. Vậy vậy thì trừ 6 trên trừ 4y bằng 3y trên 2y mũ 2. Đúng. Được chưa nhỉ? Đó. Thế ta hỏi cái nào đúng, cái nào sai, và chúng ta phải giải thích cho vì sao. Được chưa? Được chưa nhỉ? Đấy, vì trừ 6 nhân cho 2y mũ 2 bằng 3y nhân cho trừ 4y. Được chưa? Đó, như vậy đây chúng ta giải thích là đúng nhá. Rồi, câu B nè. Mình cũng xét xem. Mình cũng xét nè. Câu B. Chúng ta có này. A nhân D, tức là x cộng 3 nhân cho gì? Nhân cho 5x. Thì sẽ bằng cái gì các em? 5x mũ 2 cộng cho 15x. Rồi, tương tự nè. Ở đây mình lại tiếp tục. Mình là gì? Nhân này, B nhân C, tức là x mũ 2 cộng cho 3x nhân cho C, tức là nhân cho gì? Nhân cho 5. Cũng bằng gì? 5x mũ 2 cộng bao nhiêu? 15x. Như vậy thì rõ ràng hai cái này mình nhân chéo nó cũng làm sao? Bằng nhau. Đúng chưa nào? Vậy này. Vậy chúng ta kết luận ngay. X cộng 3 trên 5 bằng x mũ 2 cộng cho 3x trên 5x. Đúng. Được chưa? Đây là hai cái phân thức bằng nhau. Vì, hãy các em ghi này ra. Vì này, A nhân D, tức là x cộng 3 nhân cho 5x bằng B nhân C, x bình cộng 3x nhân 5. Ok. Xong nhá. Rồi bây giờ mình đến câu C. Các em cũng xét như vậy. Cũng tương tự như vậy, câu C chúng ta cũng xét này. Ta có này. A nhân D là 3x này. Phần này là nhân đa thức với đa thức đó các em. 3x nhân cho 4x cộng 1
được bao nhiêu mình lại nhân cho. Này, đây là sử dụng cái ngoặc này nhá, cho nó rõ nhá. Được bao nhiêu á, mình nhân cho 1 trừ 4x. 1 trừ đi 4, 4x. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ xét cái này xem nó bằng bao nhiêu nào. Trước hết mình nhân ở trong ngoặc trước này này. 3x nhân 4x là 12x mũ 2 cộng cho 3x, bỏ ngoặc vuông được rồi nhá. Rồi, nhân cho này. 1 trừ 4, 4x. Đấy, kem nhân vào nhá. Lấy từng cái thừa số này nhân nè, số hạng này nhân. 12 x mũ 2. Rồi, nhân tiếp đây. Trừ 12 nhân cho 4 là 48 x mũ 3. Đúng không? 48 x mũ 3 đúng không? Rồi, cộng cho 3x trừ 12 x mũ 2. Như vậy đây có 12 x mũ 2, đây có 12 x mũ 2 này. Vậy thì anh này chỉ còn bao nhiêu? Trừ 48 x mũ 3 cộng 3x. Rồi, như vậy đây chính là A nhân D chúng ta đã xét. Rồi tương tự này, mình lại xét là cái gì? B nhân với C này là 16 x mũ 2. 16 x mũ 2 trừ đi 1 nhân cho mấy? Nhân cho trừ 3x. Nhân cho trừ 3x. Rồi kem nhân lên xem nó bằng bao nhiêu. 16 nhân 3, 6, 3, 18, viết 8 nhân 1, 3, 1 là 3, thêm 1 là 4. Như vậy đây dấu âm, âm. X mũ 2 nhân x là x mũ 3. Trừ với trừ thì thành cộng, cộng 3x. Như vậy cả hai cái này này, mình lại thấy nó cũng làm sao? Bằng nhau, đúng không? Vậy thì mình lại kết luận ngay. Vậy 3x nhân 4x cộng 1. 3x này nhân cho 4x cộng 1 trên bao nhiêu? 16x bình trừ 1. 16x bình trừ 1 bằng trừ 3x trên 1 trừ 4x. Đấy, trừ 3x trên 1 trừ 4, 4x. Đúng. Vì sao? Đấy, vì này, các em ghi này ra thôi. Vì A nhân D đó. Vì, các em có thể ghi xuống dưới này nhá. Vì này, 3x nhân cho 4x cộng 1 được bao nhiêu? Mình nhân cho 1 trừ 4x. Đó, nó bằng với thằng nào? Bằng với thằng này này. Bằng 16 x mũ 2 trừ 1 nhân cho trừ 3x. Được chưa? Đấy. Ok nhá. Rồi, xong bài 6.3. Sang cái bài 6.4 nào. Vậy bài 6.4 thì yêu cầu gì? Viết điều kiện xác định của cái phân thức này và tính giá trị trên tại các chỉ số là gì? X bằng 0, x bằng 1, x bằng 2. Điều kiện để cho phân thức tồn tại là mẫu phải làm sao? Khác không? Tức là gì? B phải khác không? Được chưa? Rồi, vậy các em sẽ trả lời cái thứ nhất này. Điều kiện để gì? Xác định phân thức. Sau này ta gọi là gì? Tìm điều kiện của phân thức đó. Xác định của cái phân thức. Em ghi phân thức này ra. X mũ 2 cộng x trừ 2, giống như hàng đẳng thức đúng không? Trên x cộng 2. Đấy. Sẽ là gì? Mẫu khác không, tức là B
Khác không? X cộng 2 phải khác. Khác không? X cộng 2 khác không? Hay. Hay là gì? X sẽ khác. 2 kem chuyển sang đây thì sẽ là gì? Trừ 2. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ thay nhé. Tính giá trị của phân thức. Tính giá trị của cái phân thức với, rồi, x bằng 0. Rồi, khi x bằng 0 thì ta sẽ thay vào, ta có này, chỗ nào có x chúng ta thay vào bằng 0. 0 mũ 2 cộng 0 trừ 2 trên cái gì? Trên 0 cộng 2. Được chưa? Như vậy thì cái này sẽ bằng gì nhỉ? Chỉ còn là trừ 2 trên 2. Trừ 2 trên 2 thì bằng mấy? Trừ 1. Đó. Vậy thì với x bằng 0 thì cái biểu thức này sẽ bằng mấy? Bằng trừ 1 nhá. Rồi, x bằng 1. X bằng 1. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ thay vào như vậy. Chỗ nào có x thay bằng 1? 1 mũ 2 cộng 1 trừ 2 trên cái gì? Trên 1 cộng 2. Như vậy anh này sẽ là mấy? 2 trừ 2 thì bằng gì rồi? Bằng 0 rồi. Đúng không? Đúng chưa? 2 trừ 2 thì bằng 0 mất rồi. 0 chia cho 3. Đúng không? 0 chia cho 3. 0 chia 3 thì bằng gì? Bằng 0. Có cái gì đâu mà chia. Được chưa? Rồi, tương tự. Với x bằng 2. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ có này. Thay vào, chỗ nào có x thay bằng 2? 2 mũ 2 cộng 2 trừ 2 trên mấy? Trên 2 cộng 2. Như vậy 2 mũ 2 là 4, 4 cộng với 2 là mấy? 6. 6 trừ 2 thì bằng 4. 2 cộng 2 là mấy? 4. Vậy thì 4 chia 4 thì bằng 1. Được chưa nhỉ? Ok. Xong nhá. Dễ hiểu không? Đấy, không xem ở đây, các em cứ đi xem những cái thầy nào, thầy cứ bới rồi thầy nổ không à. Nổ banh xác. Rồi. Bài 6.5. Cho A là một đa thức khác không tùy ý, hãy giải thích vì sao. Nhớ nha, A đây là cái đa thức, nhưng mà đa thức này là một đa thức khác không tùy ý. Thì yêu cầu này giải thích tại sao này. 0 chia A bằng 0 và A trên A lại bằng 1. Cái này thực ra chúng ta giống như là chúng ta đang chứng minh đấy các em. Đấy, như vậy thì cái này chúng ta sẽ dựa về cái dạng phân số thôi để mình làm. Đúng không nào? À, mình sẽ giải thích này. Ta có này. A gì? 0 trên A bằng 0. Vì sao nhỉ? Vì á, cái số 0 rồi này, nó chia cho bất kỳ số nào mà khác 0 thì cũng nhận được thương là gì? Là 0 nhá. Vì số 0 chia cho bất kỳ cái số nào khác 0, đúng không nào, thì cũng sẽ nhận là được gì? Thì sẽ có thương cũng là bao nhiêu? Là 0. Nên là gì? Các em có thay cái A này bằng hàng nghìn, hàng tỷ, hàng triệu, hàng trăm triệu thì nó cũng sẽ bằng gì? Bằng 0. Ok chưa? Đó. Rồi, mình chứng minh xong chưa nhỉ? Rồi. Tương tự như vậy á, thì mình sẽ có này. A trên A bằng 1. Bởi vì sao? Vì A đây chính là số A, đúng không?
vì A bằng A rồi. Thế đâu là số khác được đâu. Nên khi mà gì, A đây này, chia cho chính nó, chia cho chính nó thì sẽ bằng mấy? Sẽ có thương là gì? Thương lúc nào cũng sẽ là 1. Có thể là đi khác được đâu, đúng chưa nào? Đấy, ví dụ 1 chia 1 là 1, 2 chia 2 là 2, là mấy? Là 1, 1.000 chia cho 1.000 cũng sẽ bằng gì? Bằng 1. Ok. Bài đó là bài con nít đúng không? Rồi sang bài 6.6, xem có gì hay ho hơn một tí nào. Như vậy cái chương này nếu các em học cứng ở lớp 4 là chúng ta có thể làm được hết. Rồi, ta hỏi cái gì đây? Một ô tô chạy với vận tốc là x km trên giờ. Vận tốc nha các em. Vận tốc tức là gì? V này này sẽ bằng là x, và đơn vị là km trên giờ. Ok. Câu A ta hỏi cái gì? Viết cái biểu thức biểu thị thời gian ô tô tính bằng giờ khi chạy hết quãng đường này. Đó. Như vậy các em nhớ cái bộ ba công thức đúng không? Vận tốc này thì bằng cái gì? Quãng đường là S nhân với thời gian. Thời gian thì lại bằng quãng đường này chia cho vận tốc. Rồi, vận tốc thì lại bằng quãng đường chia cho thời gian. Đây là bộ ba công thức nè. Chỉ cần nhớ cái này thôi. Vậy bây giờ ta có này gì? Có vận tốc rồi, có quãng đường rồi thì có viết được biểu thức này không? Đây. Dễ như ăn kẹo. Rồi, vậy chúng ta trả lời thôi. Biểu thức. Cái biểu thức á mà biểu thị cái thời gian ô tô chạy hết quãng đường, quãng đường bao nhiêu? 120 km sẽ là, các em ghi ra. Như vậy thì thời gian T sẽ bằng cái gì? S là 120 chia cho gì? Chia cho V. V là gì? V là X. Như vậy chúng ta sẽ có đơn vị ở đây là gì? Tính bằng giờ. Đấy, đơn vị đây là giờ. Ok. Xong chưa? Xong nhá. Rồi đến câu B. Tính thời gian ô tô đi được 120 km trong trường hợp vận tốc là 60 km/h. Thay vào đây thôi. Đúng không? 120 chia 60 bằng mấy? Quá dễ, đúng không nào? Rồi vậy chúng ta sẽ trả lời luôn này. Thời gian cái ô tô, các em viết lại cái đề bài thôi, đi được 120 km, đi được này 120 km với cái vận tốc bao nhiêu? 60 km trên giờ sẽ là bao nhiêu nhỉ? 120 chia cho 60. 120 chia cho 60 thì bằng 2, đơn vị đây là giờ. Ok, bài này bài con nít nữa đúng không? Rồi, ao trình chưa? Rồi ao trình nhá. Rồi, và hẹn gặp lại các em ở trong cái bài tiếp theo. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video nhá. Rồi, bài số 22, tính chất cơ bản của phân thức. Bye bye.